Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là trưa, trưa nắng, chiều ngày thứ năm rồi. Ngày thứ năm hay thứ sáu ta? Ngày thứ năm anh em, ngày thứ năm, ngày 2 tháng 2 2023. Thì mình test con này gửi cho anh Vũ Đại Phong ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì nhiều anh em hôm nay quên là mình bán MBT này. Lý do là hôm nay cũng lâu rồi mình không có quay con này. Anh em nào mua thì mình cứ thử và mình bán thôi chứ mình không có quay chi tiết nữa. Thì sợ lâu quá anh em quên thì bữa nay mình quay mình giới thiệu lại về con MBT của anh Mạnh Quân ha. MBT 45A này mình đang bán cho anh em giá là 1 triệu 400 ngàn nha. 1 triệu 400 ngàn. Thì 45A này nếu anh em xài hệ 12V thì anh em có thể lắp 600W pin. Xài hệ 24V thì lắp 1 kg 2 pin. Xài hệ 36 thì 1 kg 6 pin, xài hệ 48 thì khoảng 2 kg pin đó. Điện áp hoạt động của con này thì anh em cho nó dao động từ nó dao động từ ở đây. Lúc trước mình có hướng dẫn cái này kỹ lắm nè, không biết anh em còn nhớ không. Điện áp thì anh em cứ cho nó dao động từ khoảng chừng 20V cho tới 180V ha. Điện áp tấm pin mặt trời 20V tới 180V đấy. Và con này đặc biệt là xài hệ 12 cũng được, 24 cũng được, 36, 48 đều được ha. Mình đang gắn hệ 24 cho nó nè anh em. Đang thử cho nó hệ 24 nè. Hiện tại thì nóc nhà của mình đó cộng hai cộng dây vàng xuống anh em. Qua cái CB màu đen rồi xuống đây. Thì ở trên đó mình đang có là 6 tấm pin 100W. Đang mắc nối tiếp ra 120V ha, 6 tấm pin 100W ha. Ra 120V và nó vô mạch nó còn 90 mấy V nè anh em. Trời cũng đang nắng ngon nha, 90 mấy V nè. Và mình đang cho con này nó sạc cho hệ thống ắc quy này. Ắc quy này. Đó. Đang chạy ok. Thì hôm bữa giờ cũng có vài anh em đem về mà gắn vô thì chả thấy nó sạc. Sao ở đây mình gắn nó sạc ngon lành quá mà anh em đem về gắn không sạc. Thì lý do là vậy. Ở đây á thì mình gắn hệ một ắc quy màu đen đó là hệ 12V. Mình chỉnh ở trong đây nè. Là mình nhắn cho anh em coi luôn nha. Rồi, chế độ sạc pin mình để là ắc quy nè anh em. Rồi, vô đây điện áp sạc đầy. Thì ở đây mình để là 14V. Tại vì mình sạc hệ 12, cái mình để điện áp sạc đầy là 14V. Cái anh em về nhà anh em gắn hệ 24 đó, anh em gắn vô hệ 24 mà điện áp sạc đầy trong đây nó có 14V nè. Cái đâu chịu sạc đâu, nó cứ để xì tớp hoài. Anh em tưởng đâu MBT hư, không phải nha mọi người. Thì mình nhắc lại, khi anh em mà xài hệ 12V, có nghĩa là một ắc quy á, thì anh em sẽ chỉnh điện áp sạc đầy nè là 14,4V. Còn xài hệ 24 là hai ắc quy á thì anh em phải chỉnh khoảng 27V hoặc là 27,5V điện áp sạc đầy nha. Còn hệ 48 thì anh em chỉnh khoảng 55 56V điện áp sạc đầy. Đó thì nó mới sạc nha mọi người. Chứ anh em gắn hệ 24 mà anh em để điện áp sạc đầy là 14V nó đâu có sạc. Phải không? Đó đó là một cái nhỏ thôi, ai cũng biết hết trơn á, nhưng mà nhiều khi chúng ta quên. Rồi cài đặt dòng sạc thì anh em ắc quy càng lớn thì anh em cho cái dòng sạc càng cao ha. Ở đây ắc quy mình nhỏ cho nên mình xuống mình để 20 à. Ắc quy mình nhỏ mà. Còn anh em có ắc quy 50A, 100A thì anh em cứ đưa dòng sạc lớn lên. Đó, rồi. Các cái thông số ở đây. Thì cái con inverter này á nó có 1 2 3 4 6 thông số ngoài trước này với hai thông số ngoài sau nữa là 8 thông số nha. Nó cho mình biết tới 8 thông số luôn mọi người. Đó, điện áp sạc được bữa nay nhiêu watt rồi nhiêu bao nhiêu tổng số nhiêu là có hết nè. Đấy thì cái con này ngoài những cái chức năng mà anh em thấy là nó đang sạc ắc quy và ắc quy này kích ra 220 để sử dụng thì không nói rồi, thì nó còn cái chức năng inverter nữa. Chức năng inverter nghĩa là chức năng mà ra điện 220 mà không cần ắc quy nha anh em, không cần ắc quy, chỉ có con này thôi và kết hợp với một con kích. Con này chạy qua con kích cái ra điện 220 luôn. Đó thì cái chế độ đó là mình sẽ làm một cái video khác cho anh em xem. Nội dung cái video này thì mình không có làm được được nhiều. Mong mọi người thông cảm. Thì cái con MVPT này thì nó như vậy đó mọi người. Anh em thấy nó rất là đơn giản mà nó cực kỳ hiệu quả. Và mình nhắc lại đây là con MVPT chứ không phải là BBKM nha mọi người. Nhiều anh em nói điều khiển sạc của tôi mua có 200-300 ngàn, anh bán gì hơn 1 triệu, nói vậy là tội nghiệp em nha. Đây là MBT ha. Sản xuất là anh Mạnh Quân sản xuất nha anh em. Đó, hàng này thì xài ngon lành, không bao giờ có chuyện vấn đề hư hao gì đâu mọi người. Mình sẽ bán rất là nhiều rồi. MBT này là 45 ampe. Mình bán là 1 triệu tư.
Còn cái 40 A mình bán là 1 triệu 2 nha, bự chản chúa luôn nha anh em ha, chạy cực kỳ là ổn định đó. Nó thể hiện các chế độ sạc nè, điện áp tấm pin xuống là chín mấy vôn nè, đang sạc bao nhiêu ampere nè. Còn ở đây là hai cái thông số mà hồi nãy giờ sạc bao nhiêu watt giờ này kia anh em, cái màn hình có đèn luôn nha. Đấy rồi, bây giờ thì anh em chỉ cần gì, lấy con kích hệ 24 này. Ở đây mình lắp hệ 24 cho nên lắp con kích hệ 24 ha, đưa vô đó và kích ra 220 sử dụng thôi đó. Một cái hệ rất là rẻ tiền luôn ha, con này có 1,4 triệu, con kích đó có nhiêu 930 ngàn thôi, anh em sẽ có một cái hệ sử dụng gọi là thoải mái nha. Đấy ok cho mọi người ha. Rồi bạn nào đam mê thì hãy liên hệ mình nha. Đó, mua con này ha, 1,4 triệu một con. Còn bây giờ thì mình sẽ gắn con kích vào để cho nó kích ra 220 cho anh em tham khảo ha. Đó thì như anh em thấy mình vừa gắn con biến tần 24 lên 220 nè anh em, gắn vô. Ở đây mình gắn thử thôi nha. Gắn thử đồ thôi cho nên mình gắn kẹp cá sấu lung tung beng, anh em về nhà nhớ đấu nối đàng hoàng lại nha. Đừng gắn như mình nha anh em. Tấm pin mặt trời nè. Đi vào con MPPT sạc của chúng ta, sạc xuống ắc quy. Rồi đồng thời song song từ cái ắc quy lên trên con kích này để ra điện 220 sử dụng nè anh em. Đấy, quạt của chúng ta ha. Đây quạt này là quạt 220 nha mọi người. Thì cái quạt này nó nhỏ thôi, đại diện thôi nha anh em. Chúng ta có thể sử dụng những cái chức năng lớn hơn ha. Đó thì cái con kích 1,6 kg xin chuẩn nha, 1,6 kg xin chuẩn hệ 24 này. 1,6 kg xin chuẩn hệ 24. Đó, mình đang bán là 930 ngàn nha anh em. Phí ship khoảng 30 ngàn nữa nha. Đấy, con này thì sóng xin chuẩn ngon lành đàng hoàng, 1,6 kg hệ 24. Còn cái con hệ 12 hình như mình hết rồi. Mà bây giờ lấy hàng không có nè, tại vì bên Trung Quốc người ta còn nghỉ Tết á. Đó thì ở đây là một hệ năng lượng độc lập rẻ tiền thôi. Con đó 1,4 triệu, con này có 930 ngàn thôi. Ác quy thì anh em lấy ác quy đâu cũng được, thì người ta có điện 220 xài ha. Ở tấm pin mặt trời thì anh em đấu những tấm pin có sẵn ở nhà mình đấy. Ở đây mình có 6 tấm 100W đấu vào một cái hệ. Ok. Rồi thôi bây giờ mình gửi con này ra thôi. Đang mình gửi cho anh ở Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, anh Vũ Đại Phong ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi. Chạy ok, hoạt động ngon lành ok nha anh em. Đấy.